Trần Hiệp và Tuấn Ngọc. Nó một chạy vào. Ok. Tại vì nếu mày quý nè. Chuyện là chết nữa quá, ông Long ông bắt lại hay lắm. Mày gây tao qua bên đó, mày sang làm rồi. Ok. Đây. Này xuống lẹ không? Đây. Sao? Vô nè. Không được đâu, không được làm vậy. Vô. 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 Chết mày, nó xoay quá. Mài cây luôn. Bình nữa đi, bình nữa đi. Và nhìn cái chuyện ông